Hello, xin chào mọi người. Hôm nay trên đường từ Đồng Văn về Mèo Vạc, mình để tiện quay cho mọi người xem một đoạn đường từ bắt đầu từ chỗ đài tưởng niệm về các thanh niên xung phong ngày xưa đấy, đi mở đường Mèo Vạc đấy, xây dựng cái con đường hạnh phúc này đấy. Đây là cái đài tưởng niệm về các cái thanh niên, về bao nhiêu tỉnh thành ấy, cùng các dân tộc và các thanh niên cùng các tỉnh thành cùng chung sức để làm cái con đường này. Đây là đài tưởng niệm. Lại quay một đoạn ngắn ở cái chỗ những cái cảnh hùng vĩ này cho mọi người cùng xem. Đoạn này thì bao giờ gần đài tưởng niệm bao giờ cũng rất là đông khách Tây và khách du lịch. Check in ở đây bởi vì phong cảnh ở đây thì cực kỳ là hùng vĩ. Đây mọi người nhìn nha. Wow, nhìn ngược lại nè, hoa nở sắc vàng trên sườn núi, mây bay. Ok, thỉnh thoảng trên đường mình đi gặp cái đoạn nào mà đông vui thì lại quay cho mọi người xem một lúc, một đoạn ngắn. Thời tiết thì cũng bây giờ là về chiều rồi, bây giờ là 4:30 chiều rồi, nhưng mà do là mùa đông, với lại do đợt này thời tiết nó đang sương mù cho nên là hơi tối, trời hơi tối. Đấy. Cảnh nhìn thấy chưa? Bát ngát hùng vĩ chưa? Trên nhìn xuống có mấy cái nóc nhà, một con đường mòn từ trên đi xuống. Đỉnh Mã Pì Lèng đối với mình thì quá là quen thuộc rồi. Mình đi qua tổng cộng tính đến thời điểm này chắc phải đến mười mấy lần đi qua Mã Pì Lèng rồi. Mọi người có thể nhận ra là trong vòng khoảng 2 tuần mình ở đây thì gần như là hơn một ngày mình đã đi qua Mã Pì Lèng một lần. Cho nên là chắc phải gần 20 lần đi qua đèo Mã Pì Lèng rồi. Chỗ này đang làm đường. Đồng Văn thì thời tiết ấm áp. Ở bên Mèo Vạc thì không mưa nhưng mà có sương mù ẩm. Còn lần nào đi qua đỉnh Mã Pì Lèng thì cũng mù sương mù dày đặc. Mặc dù là không mưa nhưng mà độ ẩm rất là cao và sương mù thì dày đặc. Đấy, bắt đầu trắng muốt rồi đấy, không nhìn thấy gì nữa rồi đấy. Lần này là mình phải rút kinh nghiệm khi mà di chuyển từ Đồng Văn về Mèo Vạc, qua lại giữa hai bên đấy thì là phải về trước, cố gắng về trước tầm trước 5 giờ. Về
đi về đi qua lại ở đỉnh Ba Vì Lèng thì cố gắng đi trước 5 giờ chiều. Mùa này thì cố gắng đi trước 5 giờ chiều. Nếu mà sau 5 giờ chiều thì chắc chắn là các bạn sẽ phải vừa đi vừa dò từng bước một, vì là sương mù dày đặc. Tầm nhìn xa chắc chỉ khoảng độ 20 mét thôi. Có những đoạn là tầm nhìn xa chỉ 10 mét thôi. Không thể nào mà đi tốc độ nhanh được. Hiện tại là mình đang đi vào trong sương mù đấy, đang vào trong sương mù dày đặc. Đấy, bắt đầu mờ ảo rồi này. Đi thỉnh thoảng ngày nào cũng đi qua đây mà. Có những hôm mà tráng miệng ngày 2 lần, sáng đi chiều về. Cách ngày sáng đi chiều về. Cho nên là tiện, có mặc dù là mình đã quay về đỉnh Ba Vì Lèng nhiều rồi nhưng mà mình cũng muốn là có những cái trải nghiệm đi qua đỉnh Ba Vì Lèng vào những thời điểm mà thời tiết khác nhau để cho mọi người cùng xem. Đấy, mỗi một thời điểm, mỗi một mùa, mỗi một thời tiết nó cũng tạo ra cho mình một cái trải nghiệm mới. Hiện tại là sương mù đây. Đi vào đây là ô tô, xe máy là phải bật đèn và bật xi nhan. Đây là điểm thông tin Mèo Vạc, trạm thông tin Mèo Vạc đang sương mù dày đặc, các khách đang nghỉ ngơi check in. Đó, không nhìn thấy gì luôn. Nhẽ ra là trước mặt là sẽ là nhìn thấy sông Nho Quế, ở dưới thung lũng là sông Nho Quế rồi những dãy núi hùng vĩ. Nhưng mà hiện tại là tầm nhìn là bằng chỉ trong vòng khoảng độ 20 mét thôi. Giống như là những cái trải nghiệm 4 mùa ấy, mặc dù là cùng một địa điểm nhưng mà mình sẽ thấy được hôm trời nắng đi thì như thế nào, hôm trời không nắng, trời râm thì nó thế nào, và đến đặc biệt là sương mù dày đặc thì cũng là một cái trải nghiệm mà rất là thú vị. Đi ở trong sương ấy, nó cũng giống như là mình đi xuyên qua mây, nó mờ mịt nhân ảnh đó, nó lạ lắm. Hơi nước nó táp vào mặt, nó lạnh. Có thể là có một số những cái lúc mà máy quay nó sẽ bị sương lấm tấm nước đọng ở ống kính, nên nó sẽ có thể nó sẽ bị mờ. Đây. Dạ, đến đây thì lại thoáng này. Đấy, đi qua, tại vì là cái điểm vừa rồi là cái điểm chắc là điểm cao nhất rồi, cho nên là nó sương mù. Ở đây có hai bạn đang check in. Hello. Sương Nho Quế. À. Đấy, phong cảnh rất là hùng vĩ. Còn phía sau lưng thì là sương mù dày đặc ở trên đỉnh Ba Vì Lèng mình vừa đi qua. Qua cái tầng cao nhất thì nó chắc là nó tan sương dần. Sang bên Mèo Vạc thì bắt đầu ngả sang bên Mèo Vạc thì bắt đầu nó đỡ sương hơn này. Đấy, sương bay vù 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 này. Đó, thấy chưa? Ở đây nó ở sương nó loãng hơn rồi. Chỗ này có thể đi nhanh hơn. Dân tộc đang lóc cóc đi. Ở đây người ta đi một là đi chợ phiên, hai là đi làm nương làm rẫy, hoặc là người ta di chuyển từ điểm này sang điểm kia ấy. Có rất nhiều người già họ gùi rau, gùi bắp, gùi củi, mà người ta đi cứ phải hàng gọi là chục km là chuyện bình thường. Mé trước mặt thì có vẻ sáng sủa, nhưng mà không khí thì vẫn rất là ẩm, rất là độ ẩm cao.
phóng xe máy thì rất là lạnh buốt mặt. Đấy, mùa mịt. Đấy, trước mặt này một đoàn phượt này, lại tây này. Lúc này đi qua gần chùa tượng đài là cũng đã một mấy đoàn tây cả ta, cả người Việt và người nước ngoài đứng check in một dãy dài dọc cái con đường đấy. Lần nào đi qua chỗ đấy cũng rất là đông. Dân tộc mà đi lấy rau, đi hái rau, đi có khi là xuống đường hái rau thôi, nhưng mà cũng phải đi trèo đèo lội suối, trèo đèo, leo đèo leo dốc, cũng phải một đoạn đường rất là dài, vất vả mới có thể lấy được mớ rau. Bên kia chỗ kia là chỗ mà có cái homestay trên núi, gần đến cái đoạn đèo đỉnh đèo Mã Pí Lèng Panorama, ở đấy có cái quán cà phê Mỹ. Cà phê Mỹ đấy. Thời tiết mấy hôm nay giữa hai bên đỉnh Mã Pí Lèng nó rất là khác nhau. Mèo Vạc thì lúc nào cũng ẩm ướt và rét, có mưa phùn, mưa bay, mưa bụi. Còn bên Đồng Văn thì mấy hôm nay lại rất là ấm, trời sáng. Cái đoạn đường mình phải đi nó xa, nó trắng, sáng trắng kìa. Đấy, ô tô đang đi này. Mà nhìn nó, nhìn thì thấy xa xôi, nhưng mà thực ra xe máy phóng vèo vù cái là đi qua ngay, nhanh lắm. Đi nhiều nó quen đấy. Lúc đầu đến đây nhìn cái gì nó cũng xa xôi, xong rồi nó cao, nó ngại, nó nhìn nó kiểu như là sợ vừa ngại vừa cảm thấy nó xa xôi thế. Bây giờ đi quen rồi, vèo cái là sang Đồng Văn, vèo cái từ Đồng Văn lại về Mèo Vạc nhanh không á. Sáng đi tối về, ngày tráng miệng hai lần. Đấy, lại một đoàn khách check in ở đây đang xem. Đây lại có mấy bạn tây. Mình cũng đua đòi dừng lại dòm cái nào. Hóa ra là họ đang nhìn sông Nho Quế các bạn ạ. Đấy, sông Nho Quế đấy. Có những con thuyền đang đi trên sông và một làng dân tộc nho nhỏ ở lưng chừng đồi gần dưới bờ sông. Đấy, hẻm tu sản đấy. Bên trên thì bên trên ở phía sau thì sương mù dày đặc. Thôi mình đi tiếp nhé. Thấp thoáng xa xa mà có ánh đèn ở trước mặt đấy, sương khói mờ mờ kia thì đây. Đây là chỗ check-in nổi tiếng nhất Hà Giang ở trên đèo Mã Pí Lèng đây. Đấy chính là điểm Mã Pí Lèng Panorama. Và cái lá cờ gọi là quen thuộc mà mọi người vẫn đứng ở kia để check-in. Xa xa ở phía dưới là bến đò sông Nho Quế. Bến đò sông Nho Quế, đó, đường xuống bến đò sông Nho Quế. Và đường xa tí nữa là đường lên Xín Cái.
cái đoàn phượt này đi đông vui lắm. Nói chung là nếu mà đi ở cái đoạn đường từ Đồng Văn sang Mèo Vạc ấy, cái trục Mã Pí Lèng ấy, thì lúc nào cũng đông vui, và từ sáng đến chiều lúc nào cũng có đoàn này đoàn kia đi phượt, cả đoàn phóng xe rào, khí thế lắm. Đó, phía trước mặt là Mã Pí Lèng Panorama đấy, điểm check in nổi tiếng của Mã Pí Lèng tại Hà Giang đây. Đây, check đèn phát. Tôi nhìn thêm nhá, nhìn thêm một tí nhá. Phía xa xa thì núi đá dựng đứng, mây che mờ trên đỉnh. Còn ở dưới là những cái đường đi ngoằn ngoèo kia là đường mà họ đi xuống bến đò sông Nho Quế. Đấy, những cái đường trắng bé bé nhỏ là xuống bến đò sông Nho Quế. Ở trên đường vào bến đò sông Nho Quế thì có một cái cầu để đi sang bên kia sông và đi ngược lên trên núi, thì đấy là chính là đi lên xã Xín Cái. Xong rồi có Yên Vĩ hay cái gì đấy, cái gì Vĩ Vĩ đấy, Yên Vĩ hay gì đó. Thì đi lên Xín Cái. Đấy, Xín Cái cũng là một nơi mà mọi người cũng hay lên đó đi tham quan check in. Đi lên Xín Cái thì đi cao lắm, đi cao tít lên trên đỉnh núi, xong rồi dần dần là nó sẽ đến cái đường biên giới với lại Trung Quốc. Ở trên đấy thì sẽ có hai cái điểm check in. Hai cái điểm check in là thứ nhất là cái đèo là cái cột mốc 457. Cột mốc 457 thì hiện tại là cái chỗ vị trí đấy, cửa khẩu hình ra hai cửa đang đóng, có một cánh cửa rất to giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhưng mà hiện tại là họ hai bên đang đóng cửa. Đấy. Còn đi sâu trong nữa thì sẽ có cái cửa khẩu Sâm Pôn. Cửa khẩu Sâm Pôn thì cũng là một điểm check-in ở khi mà đến Mèo Vạc, Hà Giang. Cửa khẩu Sâm Pôn thì có là mới cửa khẩu mới mở. Thực ra là cái đường mà đường lối mở, đường đi tiểu ngạch các thứ từ xưa đến nay thì hai bên người dân vẫn đi thông thương, mua bán nhỏ lẻ qua lại thăm nhau thì vẫn hoạt động bình thường. Nhưng mà gần đây thì tỉnh Hà Giang có tôn tạo và xây dựng, chắc là theo một cái chủ trương thống nhất giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, thì cả hai bên đều xây cái lối nhỏ, lối mở đấy thành một cái cửa khẩu, thành mỗi cửa khẩu lớn đấy, gọi là cửa khẩu Sâm Pôn. Chắc chắn rằng là mọi người, rất ít người đến cửa khẩu Sâm Pôn, chưa nghe thấy, nhưng mà chắc là cũng có đến nhưng mà chưa hình dung là bây giờ nó đã được xây mới rồi đấy. Một tòa nhà mới, tòa nhà hải quan của bên Việt Nam xây lên rất là hoành tráng. Nhưng mà bên Trung Quốc thì họ lúc nào họ cũng làm nhanh hơn, bên họ đã hoàn thiện hết rồi. Mình có một cái video riêng check in ở chỗ cửa khẩu Sâm Pôn, hôm nào mình đăng để cho mọi người cùng xem. Đây, lại chỗ này lại ngó cái cho mọi người cùng thưởng thức này. Đấy, vực sâu hun hút sợ chưa? Vực sâu hun hút, ló ở góc kia có một tí xanh xanh đấy, là chính là sông Nho Quế đấy. Một tí màu xanh lơ nhỏ xíu, xanh biếc. Không biết có nhìn thấy không? Thấy chưa? Bây giờ là 5 giờ chiều cho nên là trời nó đã tối rồi. Và từ xa xa các bạn có thể nhìn thấy những cái ánh đèn xe máy đang đi ào ào đi lên đấy, là lại một đoàn phượt đấy. Đấy, một đoàn phượt đi lên đấy. Mình sẽ chờ để nhập hội đi cùng cho nó vui nhá. Đấy. Còn cái trước mặt này, Hùng Vĩ này. Đó. Con đường bên kia, song song bên kia là đường về Giàng Sú Phìn. Đấy, các bạn đi phượt đấy. Mình cũng đi cùng với cho vui. Đấy,
đường đấy là đường đi đi xuôi, bên đấy cũng xuống được làng Hờ Mông. Làng Hờ Mông ở xã Bà Vi. Thế còn đi ngược ra đằng này thì là đường đi ngược về xã Giàng Chú Phìn. Đoạn đường nổi tiếng với những phong cảnh hùng vĩ. Mình sẽ quay cho mọi người xem về đến tận làng Hờ Mông. Về đến tận Mèo Vạc luôn nếu như còn pin. Xa xa là làng Hờ Mông Mèo Vạc đây à. Làng du lịch nổi tiếng của Mèo Vạc. Đây là ngã ba, rẽ trái là sẽ đi xuống bến đỏ sông Nho Quế đấy. Đấy, con đường này. Đây chính là làng Hờ Mông đấy. Đó là làng Hờ Mông thuộc xã Bà Vi, huyện Mèo Vạc. Đấy, nó là đầy đủ, nó là như thế. Rất nhiều người thì hỏi làng Bà Vi ở đâu, có người bảo làng Hờ Mông ở đâu. Thực ra nó là Hờ Mông, làng Hờ Mông hay làng Bà Vi ấy, nó là một. Nó chính là đây nhá. Đường vào thị trấn Mèo Vạc với hai bên là hai dãy núi đá cao sừng sững, cao sừng sững, mây mù che phủ. Hôm trước mình đã làm cái video review vào đoạn đường ngắn từ làng Hờ Mông vào Mèo Vạc rồi, cho nên là hôm nay là mình sẽ tạm dừng video này ở đây.